Chào mừng món ba ba xào cay, mùi tía tô. Món này rất ngon cho sức khỏe. Nhìn cái bóng bút giả này. Con ba ba này được mua từ cửa hàng Vựa Ba Ba Sài Gòn. Làm tốt lắm. Hạt tỏi ớt xanh, lá tỏi nấu ớt đỏ. Cho ba ba vào nước. Sau khi nước sôi, rớt bọt ra. Con ba ba này, sau khi xử lý xong, phải lấy hết mỡ ba ba ra, vì chúng rất vàng. Cái này, da chết, xử lý nó sạch sẽ đi. Nếu không sẽ rất tệ cho món. Đút dầu, cho dầu vào, thêm thịt ngũ hoa, cái chân heo, cắt khô dòng nước của anh ta và tất cả dầu thừa. Về cơ bản, đường cơm này đã bắt đầu bong bóng rồi. Đến anh ấy gần xong rồi. Đổ hết dầu thừa đi. Thêm củ ốc chó. Thêm muối, bột ngọt và bột ớt. Thêm một chút ớt xanh và hành lá phải không? Phải. Loại bỏ mùi tanh và tăng hương thơm. Áp suất ép lên không khí trong bao lâu? Khoảng 4 phút, 4 phút. Cho mỡ lợn vào, thêm dầu trà. Hương thơm gạo tỏi. Hạt tiêu nguyên chất. Thêm bột ngọt muối. Một chút xúc muối. Đổ vào ba ba vừa ướp. Thêm nước tương nhãn hiệu Rồng để tô màu. Thêm một chút súp ba ba. Một chút ớt xanh. Thêm tỏi. Tía tô. Thêm một chút dầu hàu. Trăm năm trùng hợp bất ngờ. Trăm năm trùng hợp. Ngạc nhiên chưa ông già?